Công Phượng, Văn Đức giúp tuyển Việt Nam ra quân thuận lợi. Công Phượng và Văn Đức cùng nhau ghi bàn giúp tuyển Việt Nam đánh bại Lào ở trận ra quân AFF Cup 2020. Xem video Phung Việt Nam 2-0 Lào. Ghi bàn, Công Phượng phút thứ 26, Văn Đức phút thứ 56. Đội hình thi đấu: Việt Nam, Nguyên Mạnh, Di Ca, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Tấn Tài, Đình Trọng phút thứ 87, Thành Chung, Hồng Duy, Văn Thanh phút thứ 58, Xuân Trường, C Văn Toàn phút thứ 71, Hoàng Đức, Minh Vương phút thứ 58, Văn Đức, Công Phượng, Tiến Linh, Quang Hải phút thứ 46, Lào, Suvana Sancho, Bao Công, Chantalansi, Intavong, Kekio Fonfon, Nakata, Fesfati, Pom Savan, Sai Taifa, Sipfong Phun, Vong Chien Kham. Dưới đây là những diễn biến cập nhật. Kết thúc. Trận đấu kết thúc với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 dành cho đương kim vô địch Việt Nam trước Lào. 90. Hiệp 2 có 3 phút bù giờ. 87. Tuyển Việt Nam thay cầu thủ cuối cùng, Đình Trọng vào thay Tấn Tài. 85. Văn Thanh xuất lập siêu phẩm. Quang Hải đá phạt góc làm bất ngờ hàng phòng ngự Lào. Văn Thanh nhận bóng rồi thực hiện pha xử lý kỹ thuật trước khi bắt vô lê tuyệt đẹp. Thủ môn Suvana Sanjo đã xuất sắc đóng bóng chịu phạt góc, ngăn cản hậu vệ áo trắng lập siêu phẩm. 82. Những pha đi bóng kỹ thuật của Văn Toàn bên cánh phải đang làm khổ hàng phòng ngự tuyển Lào. 73. Văn Thanh đá hỏng phạt đền. Văn Thanh dứt điểm trúng tay một cầu thủ Lào, trọng tài lập tức thổi phạt đền cho tuyển Việt Nam. Đáng tiếc, hậu vệ của Hoàng Anh Gia Lai lại không đánh bại thủ môn Suvana Sanjo trên chấm 11m. 72. Billy Kekio Fonfon có cơ hội ghi bàn rút ngắn tỷ số cho tuyển Lào nhưng cú dứt điểm của cầu thủ đang thi đấu tại Pháp không thắng được thủ thành Nguyên Mạnh. 71. Tuyển Việt Nam thay cầu thủ thứ 4, Xuân Trường được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Văn Toàn. 70. Xuân Trường mở bóng sang cánh phải cho Hồ Tấn Tài, hậu vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Bình Định loại bỏ một hậu vệ Lào trước khi dứt điểm đi chệch cột dọc. 85. Tuyển Lào có tình huống dứt điểm trúng đích đầu tiên, chỉ có điều pha đánh đầu của Kekio Fonfon không làm khó thủ môn Nguyên Mạnh. 61. Tiền vệ Minh Vương đi bóng rồi thực hiện cú sút từ ngoài vòng cấm, song quỹ đạo đi không khó đối với thủ môn Lào. 56. Vào ao, Phan Văn Đức lên tiếng đón quả tạt bên cánh phải của đồng đội. Phan Văn Đức bật cao đánh đầu đập đất nhân đôi cách biệt cho tuyển Việt Nam. 47. Xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải, Quang Hải bật nhã với Hoàng Đức trước khi tung cú sút sát vòng cấm, tiếp cho cá nhân tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội và tuyển Việt Nam khi cú dứt điểm không trúng tâm bóng nên không gây ra khó khăn cho thủ môn tuyển Lào. Hiệp 2. Ngay đầu hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang-seo tung Quang Hải vào thay Tiến Linh. Hết hiệp 1. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía tuyển Việt Nam. 45. Hiệp 1 có 4 phút bù giờ. 40. Từ quả phạt góc của cầu thủ Việt Nam, hậu vệ Lào phá bóng ra tạo cơ hội để Phan Văn Đức đi bóng rồi nỗ lực dứt điểm không đánh bại được thủ môn Suvana Sanjo. 23. Có bàn thắng mở tỷ số, đội bóng áo trắng tiếp tục duy trì thế trận ép sân và không cho Lào cơ hội để tổ chức phản công. 26. Và 1-0 cho tuyển Việt Nam. Công Phượng mở tỷ số, Hoàng Đức câu bóng vào vòng cấm để Hồng Duy thoát xuống, anh tạt bóng một chạm cho Công Phượng ập vào đệm bóng cận thành tung lưới tuyển Lào. 24. Hoàng Đức có tình huống thả bóng vào vòng cấm Lào, hậu vệ đối phương phá bóng không tốt nhưng ba cầu thủ Việt Nam cũng không thể dứt điểm. 19. Hồ Tấn Tài vừa đưa được bóng vào Lào nhưng trợ lý trọng tài đã căng cơ báo việt vị đối với hậu vệ của tuyển Việt Nam. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đang kiểm soát bóng tới 79%. 16. Đón đường chuyền của đồng đội bên cánh phải, Tiến Linh bật cao đánh đầu đưa bóng đi không trúng đích. Bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của tuyển Lào. 11. Xuân Trường xuất ghi siêu phẩm. Nhận đường chuyền của đồng đội, Xuân Trường dẫn bóng hai nhịp rồi tung cú sút từ khoảng cách 30m. Bóng đi căng và hiểm, sát sạc xà ngang khung thành Lào. 8. Đội trưởng Vong Chien Kham của Lào phải nhận thẻ vàng sau pha đập thẳng gầm dày vào đùi Phan Văn Đức. Rất may cầu thủ của tuyển Việt Nam có thể tiếp tục thi đấu. 3. Phan Văn Đức là cầu thủ có được pha dứt điểm đầu tiên bên phía tuyển Việt Nam nhưng tình huống bật cao đánh đầu bóng đi không trúng đích. 2. Với đẳng cấp vượt trội, tuyển Việt Nam nhanh chóng triển khai thế trận tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. 19:30, trọng tài chính người Jordan, ông Ahmad Jacob Ibrahim thổi còi cho trận đấu giữa Việt Nam vs Lào được bắt đầu. 19:22, hai đội tuyển bước ra sân để thực hiện nghi thức cử quốc ca trước trận đấu. Ở trận đấu này, tuyển Việt Nam ra sân với trang phục màu trắng, trong khi tuyển Lào mặc áo đỏ, quần tối màu. 19:15, cỡ trận đấu đầu tiên của bảng B, Malaysia giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Campuchia, qua đó tạm chiếm ngôi đầu bảng đấu của sự góp mặt của tuyển Việt Nam. 19:10, 18:50, 18:05, nhận định. So với AFF Cup 2018, khi đó tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch, huấn luyện viên Park Hang-seo có nhiều thiếu vắng đáng tiếc về nhân sự như Văn Lâm, Văn Hậu, Trọng Hoàng hay Hùng Dũng. Dù vậy, trong tay chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn sở hữu đội hình rất mạnh với nhiều lựa chọn chất lượng. Rất khó để Lào tạo nên bất ngờ ở trận đấu tối nay. Thông tin lực lượng: đội tuyển Việt Nam, Quang Hải, Ngọc Hải bị mỏi cơ, nhưng nhiều khả năng vẫn sẽ vào sân thi đấu. Thông tin trận đấu: Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup. Lào chỉ hòa 1 và thua 9 trận trước Việt Nam ở những trận đấu chính thức. Riêng tại AFF Cup, Lào hòa 1 và thua 6 lần.
Tại trận gần nhất tại AFF Cup 2018, Lào thua 0-3 trước Việt Nam.